Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, trà đã tồn tại khoảng hơn 4.700 năm. Trà vừa là nước giải khát, giải nhiệt, giúp da mồ hôi, lại bổ sung được nước cho cơ thể. Trà có thể giải độc cho 72 loại độc tố khác nhau. Các thầy thuốc đã sử dụng trà như một vị thuốc giúp con người khỏe và trẻ hơn. Trà xanh được coi là một trong những thức uống vàng. Tuy nhiên, nếu uống trà không đúng cách, đặc biệt là uống trà quá đặc có thể gây bất lợi cho sức khỏe, thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Trong video ngày hôm nay, Khỏe Đẹp Online xin chia sẻ với quý vị và các bạn những tác dụng, tác hại và những lưu ý cần tránh khi uống trà. Phần thứ nhất, những tác hại của việc uống trà đặc trong thời gian dài. Thứ nhất, trà đặc phá hủy thận. Trà đặc chứa nhiều fluorua, thường xuyên uống trà đặc sẽ gây hại cho thận, bởi vì thận là cơ quan chính để bài tiết chính fluorua. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều fluorua vượt quá khả năng bài tiết của thận, nó sẽ khiến fluorua tích tụ trong cơ thể và fluorua trong thận sẽ tăng lên đáng kể, gây ảnh hưởng đến thận. Hầu hết mọi người đều có một quan niệm chính là uống trà đặc để giải rượu, nhưng trên thực tế sau khi uống rượu, dùng trà là thêm dầu vào lửa. Bởi vì trong trà có chứa theophylline có tác dụng lợi tiểu, sau khi uống nhiều rượu, rượu chưa kịp phân giải đã hòa cùng với trà đi vào thận, gây tổn thương cho thận. Ngoài ra trong trà cũng chứa các chất hình thành sỏi, người thường xuyên uống trà đặc cần chú ý bản thân có mắc sỏi thận hay không. Thứ hai, trà đặc phá hủy dạ dày. Trong trà đặc có chứa quá nhiều caffeine, theophylline sẽ kích thích các tế bào thành dạ dày, dẫn đến tăng tiết axit dạ dày quá mức. Theo thời gian, niêm mạc dạ dày sẽ bị kích thích và tổn thương, gây viêm, sưng huyết, phù thủng và thậm chí là loét dạ dày, tổn thương đường tiêu hóa. Theo một cuộc khảo sát cho thấy 70% bệnh nhân bị loét dạ dày thường thích uống trà đặc. Ngoài ra, caffeine có trong trà đặc cũng có thể gây nghiện và tạo thành một vòng luẩn quẩn. Thứ ba, trà đặc phá hủy các mạch máu. Người già có mạch máu yếu, trà xanh nhạt có lợi trong việc điều trị tăng huyết áp, nhưng uống trà đặc có thể khiến đại não hưng phấn, gây bất an, mất ngủ và đánh trống ngực, từ đó khiến huyết áp tăng cao. Ngoài ra, tác dụng kích thích của caffeine có thể khiến tim đập nhanh, lưu lượng máu tăng nhanh và thở nhanh, dễ dẫn đến rối loạn nhịp tim. Điều này bất lợi đối với những bệnh nhân bị mắc bệnh tim mạch vành, nhịp tim nhanh. Uống trà đặc có thể làm tăng thể tích máu đến một mức độ nhất định, nó sẽ làm tăng gánh nặng cho tim và các triệu chứng suy tim. Uống trà đặc quá nhiều có thể gây tử vong cho bệnh nhân tim mạch vành và mạch máu não. Thứ tư, uống trà đặc phá hủy xương. Hàm lượng lớn caffeine trong trà đặc không chỉ ức chế sự hấp thụ canxi ở tá tràng mà nó còn thúc đẩy nhanh quá trình bài tiết canxi qua nước tiểu. Do tác dụng kép của việc ức chế hấp thụ và tăng tốc bài tiết dẫn đến thiếu canxi trong cơ thể, đặc biệt gây mất canxi trong xương, thời gian dài sẽ dẫn đến loãng xương và rất dễ bị gãy xương. Thứ năm, trà đặc phá hủy giấc ngủ. Như chúng ta đã biết, trà chứa 2% đến 5% caffeine và trà đặc chứa hàm lượng caffeine cao hơn. Một tách trà mạnh chứa khoảng 100mg caffeine. Caffeine quá mức có thể gây hưng phấn thần kinh quá độ dẫn đến mất ngủ. Thứ 6, trà đặc phá hủy chất dinh dưỡng. Trà đặc cũng chứa axit tannic có thể cản trở sự hấp thụ sắt của cơ thể, biểu hiện là thiếu máu do thiếu sắt, đồng thời còn có thể kết hợp với protein và vitamin B1 trong thực phẩm gây táo bón. Các chuyên gia dinh dưỡng đã phát hiện ra rằng uống quá nhiều trà sẽ làm tăng lượng nước tiểu, gây mất các chất dinh dưỡng quan trọng như magie và kali. Thứ 7, trà đặc làm răng ố màu. Nếu uống trà nhạt có thể không gây ra tình trạng này, nhưng đối với trà đặc thì lại khác. Nó sẽ làm răng bị ố màu, màu răng sẽ vàng hơn, vôi răng nhiều hơn, làm cho răng bị mất đi vẻ thẩm mỹ, đồng thời còn ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Phần thứ hai, công dụng thần kỳ của trà xanh. Bạn nên tập thói quen uống trà xanh mỗi ngày để tận dụng hết những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Thứ nhất, làm giảm số lượng vi khuẩn kháng thuốc. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy trà xanh có một tinh chất rất nổi tiếng là epigallocatechin, hay còn gọi là EGCG. Chất này có khả năng chống viêm và phòng ngừa một số bệnh mãn tính, đặc biệt là sự kết hợp của EGCG và anthraquinone đã làm giảm số lượng vi khuẩn kháng thuốc, chứng tỏ EGCG trong trà xanh có chức năng phục hồi các tác dụng của thuốc kháng sinh, giúp kháng sinh đi vào trong và tiêu diệt vi khuẩn dễ dàng hơn. Trà xanh là nguồn EGCG tốt nhất trên hành tinh, đó là lý do vì sao bạn nên sở hữu một sản phẩm trà xanh ngay bây giờ để bảo vệ sức khỏe. Thứ hai, trà xanh giảm nguy cơ mắc ung thư.
Trà xanh chứa chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây ung thư. Thành phần chống oxy hóa trong trà xanh hiệu lực hơn rất nhiều so với vitamin C và vitamin E, có thể giúp bạn bảo vệ các tế bào không bị phá hủy bởi bệnh ung thư. Thứ ba, trà xanh giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Uống trà xanh giúp giảm lượng cholesterol và do đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Thậm chí, nếu ai từng bị đau tim, trà xanh có thể giúp ngăn ngừa tế bào bị phá hủy và tăng tốc quá trình phục hồi tế bào tim. Thứ tư, làm chậm quá trình lão hóa. Trà xanh cũng giúp làm mờ các nếp nhăn trên khuôn mặt của bạn. Trong trà xanh có chứa polyphenol, một chất chống oxy hóa để chống lại các gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Thứ năm, trà xanh giúp giảm cân nặng. Đây có lẽ là lợi ích hữu hiệu nhất của trà xanh. Trà xanh có thể đốt cháy mỡ và tăng cường khả năng trao đổi chất một cách tự nhiên, đốt cháy gần 70 calo mỗi ngày. Trà xanh cũng có thể ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucose thành tế bào mỡ. Do đó, cùng một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, trà xanh có thể giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả nếu bạn kết hợp uống trà xanh mỗi ngày. Thứ sáu, trà xanh giúp hệ xương khỏe mạnh. Chứa fluoro cao, trà xanh có thể giúp hệ xương của bạn khỏe mạnh. Do đó, để bảo vệ xương của mình, hãy uống trà xanh mỗi ngày. Ngoài ra, trà xanh còn có thể giúp làm giảm nguy cơ viêm khớp dạng thấp. Thứ bảy, trà xanh giúp gan khỏe mạnh. Các bệnh về gan đang là vấn đề phổ biến ở nam giới hiện nay. Trà xanh giàu catechin cũng là một loại chất chống oxy hóa thực vật có thể cải thiện chức năng của gan và làm giảm lượng chất béo trong gan. Thứ tám, trà xanh giúp giảm rủi ro bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy rằng uống trà xanh tốt cho việc cải thiện sự nhạy cảm với insulin và làm giảm lượng đường trong máu. Nói chung, lượng đường trong máu có xu hướng tăng theo tuổi tác, nhưng các chất polyphenol và polysaccharide có trong trà xanh giúp giữ cho lượng đường trong máu ở mức thấp. Nếu khẳng định trà xanh chữa bệnh tiểu đường thì chưa có tài liệu y học nào khẳng định, nhưng trà xanh giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 là điều mà các bác sĩ thường xuyên chia sẻ với bệnh nhân. Thứ 9, trà xanh duy trì mức huyết áp. Trà xanh giúp kiềm chế angiotensin, một hormone gây ra sự co mạch và tăng huyết áp. Vì vậy, uống trà xanh giảm huyết áp tốt cho những ai mắc huyết áp cao. Thứ 10, trà xanh ngăn chặn sâu răng. Chắc hẳn bạn đã biết trà xanh là thành phần được sử dụng phổ biến trong nhiều loại kem đánh răng, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn dẫn đến chứng hôi miệng. Hơn nữa, các thành phần có trong trà xanh còn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và virus gây ra bệnh răng miệng. 11. Trà xanh tăng cường trí nhớ. Không chỉ giúp thúc đẩy sức mạnh cho các bộ phận trên cơ thể, trà xanh còn giúp trí óc của bạn thông minh hơn, nhạy bén hơn. Trà xanh giúp bảo vệ bộ não của bạn với sự hỗ trợ của các chất hoạt tính sinh học và catechin, có tác dụng chống lại hoạt động của các gốc tự do. Các gốc tự do này vốn là những tác nhân gây nên các tổn thương lên màng tế bào của cơ thể, và nó là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh mãn tính và tăng các nguy cơ các bệnh ác tính. Không những thế, trà xanh còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh Alzheimer và Parkinson. Thứ 12, trà xanh giúp làm giảm lượng cholesterol. Trà xanh có tác dụng hiệu quả trong việc làm giảm lượng cholesterol xấu, qua đó tăng lượng cholesterol tốt nhiều hơn so với cholesterol xấu. 13, trà xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch. Trà xanh có chứa chất polyphenol và flavonoid giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn và có khả năng chiến đấu chống lại các chứng nhiễm trùng. Thứ 14, trà xanh giúp ngăn ngừa bệnh cảm cúm. Trà xanh cùng với vitamin C giúp cơ thể bạn tăng cường sức đề kháng để chống lại bệnh cúm và cảm lạnh, và cũng với chất chống oxy hóa catechin có trong trà xanh có thể giúp điều trị chứng bệnh này. Thứ 15, trà xanh giúp giảm nguy cơ hen suyễn. Các theophylline có trong trà xanh có tác dụng lợi tiểu và làm giãn các cơ trơn hỗ trợ phế quản. Kết quả là đồ uống lành mạnh truyền thống này có thể làm giảm sự tác động nguy hại của các bệnh hen suyễn. Phần thứ 3, khi uống trà xanh cần tránh 10 vấn đề sau. Thứ nhất, đun hoặc hãm trà ở nhiệt độ cao, khi đó tannin có trong trà bị hòa tan trong nước nhiều, chất dầu thơm bị bốc hơi, đồng thời các vitamin C cũng như các dưỡng chất có trong trà bị phân hủy, gây hại cho sức khỏe. Nước trà chỉ nên pha ở nhiệt độ 80 độ C. Nhiều người có sở thích uống nước trà chén nóng mà không biết rằng ở nhiệt độ cao trà có thể liên quan đến việc ung thư thực quản. Ngược lại, bạn không nên để trà nguội rồi mới uống, dễ gây đau bụng. Thứ hai, uống trà lúc đói sẽ làm loãng dịch vị, làm giảm chức năng tiêu hóa, dễ gây viêm dạ dày. Thứ ba, uống trà trước và ngay sau bữa ăn, protein và chất sắt trong thức ăn sẽ gặp axit tannan, sẽ kết tủa, gây khó tiêu, làm giảm thấp khả năng hấp thụ protein và chất sắt. Vì lý do này mà trước và sau bữa ăn 30 phút không nên uống trà.
Thứ tư, uống trà để lâu. Để lâu, lượng caffeine và tannin có trong nước trà sẽ tăng lên, tác dụng kích thích cao, gây khó chịu và không tốt đối với người bị bệnh gút và tăng acid uric. Thứ năm, dùng nước trà để uống thuốc. Trong trà có nhiều dưỡng chất, đặc biệt là chất tannin, khi kết hợp với các dược chất sẽ gây ra phản ứng hóa học, làm cho thuốc kém hiệu quả và khó hấp thu. Thứ sáu, nhai và nuốt lá trà. Trong trà có một chất không tan trong nước, nếu ở nhiệt độ cao sẽ tạo nên một chất gây ung thư như benzofuran. Vì thế, nếu nhai nuốt trà trực tiếp sẽ gây hại cho cơ thể, lâu ngày dễ sinh ra ung thư. Thứ bảy, uống trà cùng với thuốc an thần. Thuốc an thần có tác dụng an thần kinh, trong khi chất caffeine có trong trà lại gây hưng phấn trung khu thần kinh. Vì thế, nếu uống trà cùng với thuốc an thần sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Thứ 8, uống trà khi bị sốt. Trong trà có một chất gọi là muối chè, dễ làm tăng nhiệt độ cơ thể. Thứ 9, uống nhiều trà khi mang thai và cho con bú. Chất caffeine sẽ kích thích quá mức não bộ còn rất non nớt của thai nhi và trẻ nhỏ. Hơn thế nữa, một số chất trong trà sẽ làm giảm sự sản sinh sữa. Thứ 10, không phải ai cũng phù hợp uống trà. Với những người mắc các bệnh về sỏi thận, loét dạ dày, cao huyết áp, táo bón, trà không phải là một sự lựa chọn phù hợp. Như các bệnh nhân cao huyết áp, caffeine trong trà sẽ kích thích tim đập nhanh hơn và làm cho huyết áp tăng cao hơn. Đặc biệt chú ý, trà làm tăng chuyển hóa vitamin B1 thành thianinphosphate, gây nên thiếu thianin. Do đó, người uống nhiều trà hàng ngày cần bổ sung thêm mỗi ngày 10mg vitamin B1 vào trước khi ngủ tối. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ với trà. Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.